Trời ơi chị ơi, mình sắp phải ăn nhiều lắm luôn á. Không, chị biết mà, nhưng không sao đâu, thì mình ăn ít hơn năm ngoái thôi là được mà. Chắc là không sao đâu, mọi người không nói gì đâu. Ờ ha, chị nói cũng đúng á. Ok, vậy mình ăn ít vậy thôi. Ok. Dạ, chào dì Út. Chào mấy cháu. Ủa, sao mấy đứa năm nay ớt hơn năm ngoái vậy cả? Trời ơi, thôi không sao đâu, đừng lo, chị Út đem nhiều đồ ăn năm nay lắm. Nè, bánh này ngon lắm nè, ăn thử cái đi. Dạ chắc là tí nữa được không vậy? Tụi con không có đói. Trời ơi, ăn mà còn phải đợi đói mà ăn nữa. Tết nhất mà, ăn đi, ăn cho xả láng đi. Đâu, bỏ vô hổng ăn gì coi coi. Ngon quá gì. Đây, dành hai cái đùi ngon nhất cho mấy đứa cháu của tôi đó. Ăn đi, ăn cho mập lên. Nhưng mà tụi con nó. Ăn đi lên. Dạ. Rồi, xong luôn. Ê, mấy đứa, dì mua bánh này sô-cô-la ngon nhất bên Paris đem về cho mấy đứa ăn đó. Ăn đi. Đầu năm mới, có của ăn là của lộc đó. Dạ đúng rồi, chị nói đúng ha. Cảm ơn dì Út nhiều. Sau Tết kiểu. Trời ơi, sao không có gì mặc vừa mà nữa hết trơn vậy trời. Trời em cũng vậy luôn á. Em tăng 6kg luôn á chị. Trời đất ơi, Valentine 4 ngày nữa là tới rồi bây giờ. Cho mình đón bạn ngày Valentine nha. Trời ơi, Ashley chưa gì đã hẹn đi chơi Valentine rồi. Trời ơi, Chase cũng mới nhắn em đi chơi luôn nè. Trời rồi mình phải tìm giải pháp thôi, bây giờ phải như thế nào đây? Ơ, em tìm được một anh PT nè, anh ấy là anh giúp mình được đó chị. Vậy hả? Để chị gọi anh liền coi. Dạ vâng, dạ, ok, dạ, để sẽ tới liền, cảm ơn anh nhiều lắm nha, dạ. Bây giờ mình tới phòng gym luôn đi. Dạ, ok, vậy bây giờ mình nhắn lại mọi người là mình ok đi hẹn đi nha. Ôi, em hy vọng là mình sẽ giảm được ký đó. Mình chắc chắn sẽ giảm được ký mà. Dạ, chào anh, nãy tụi em mới gọi anh điện thoại á. Sao nhìn khác hình quá vậy? Dạ, đâu có khác gì đâu anh, này hình đó hình cũ xíu thôi. Này hơi khó em ơi, anh không biết. Anh ơi, em năn nỉ anh, tụi em sẽ cố gắng hết sức. Rồi rồi, ok nha. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chạy bộ 1.5 tiếng nha. Cố lên. Lý do là tại các em cần rất là nhiều cardio để mà đốt đi cái mỡ thừa của mình đó. Được, cố lên. Làm được, chạy đi. Trời ơi, mệt quá. Nè, em uống nước đi, nghỉ chút xíu. Ok, tiếp theo, mỗi người cầm cái này, xong rồi bước lên bước xuống như thế này giúp anh nè. Đó, làm như vậy 50 lần nha chưa. 50 lần, nhiều quá anh. Thôi không sao đâu, cố lên, mình sắp nghỉ thôi rồi. Rồi, bây giờ mỗi người làm cái này 50 lần nữa nha. Thôi làm được. Học, vậy thì khỏi giảm cân. Không. Giỏi lắm, bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu một lần nữa nha. Hả? Tất cả những gì mình làm hả anh? Tụi em muốn giảm cân cấp tốc thì chúng ta phải làm gấp đôi những gì chúng ta cần làm chứ. Nào, chúng ta cùng nghiêm túc làm nào. Wow, giỏi quá tụi em. 5 tiếng tập luyện luôn đó. Với tốc độ này thì chắc chắn tụi em có thể làm được đó. Giảm cân được trong vòng 4 ngày. Chúng ta có thể làm được, cố lên nha. Ok, ngày mai giống giờ hôm nay nha. Bye bye. Em chắc sắp chết quá. Gì cũng vậy luôn á. Trời ơi, sao mà đói bụng dữ hả? Dạ. Dạ tụi em sắp ăn rồi, có gì không anh? Thiệt luôn á hả? Nhưng mà ok dạ. Nói gì vậy chị? Mình chỉ đồ ăn trái cây với lại salad thôi à. Cái gì? Trời ơi, ăn vậy sao no? Đang đói muốn chết luôn à. Em mới mua mấy cái bánh này nó ngon muốn chết. Anh nói là không được ăn đường. Thôi, em bỏ cuộc á. Em không muốn làm nữa đâu, khổ quá. CC, bây giờ em không có được như vậy. Bây giờ em thử tưởng tượng lên tới ngày 14 nó sẽ như thế này nè. Hello Chase. CC, bạn đâu phải là CC đâu. Trời ơi, không. Mình là CC mà Chase. Hay là em muốn như thế này. Chase, hi CC, hôm nay mình tặng cái này cho bạn nè. Đó, em chọn đi, em muốn cái nào hả? Không được, em không thể nào bỏ cuộc được, chị đúng rồi. Mình phải healthy. Trời ơi, tạm biệt tủ lạnh của mình. Bye bye đồ ăn ngon.
này chính là ngày cuối cùng chúng ta. Wow, các em nhìn kìa, các em đã giảm rất là nhiều ký luôn đó. Trời ơi, anh thật là tự hào với các em. Cảm ơn anh PT nhiều lắm. Các em cố gắng giữ cuộc sống như thế này nha, và chắc chắn các em sẽ khỏe mạnh bình thường thôi. Dạ, mấy mới của các cô đây.